Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Các Việt à, Kính thưa quý vị, à, hôm nay là ngày 29 tháng 7 rồi, đúng không? 29 tháng 7, tức là cái thời hạn gia hạn tạm giam của bà Nguyễn Phương Hằng nó chỉ còn non một tháng nữa thôi Hy vọng rằng à, sắp tới đây cái vụ việc này nó à, sẽ có chuyển biến và có những cái điều tích cực trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng hả cả nhà à, Tuy nhiên thì à, hôm nay à, chúng ta sẽ bàn về một cái nhân vật mà xem ra anh này rất là tiểu nhân à, hắn đã chơi cái trò trò tiểu nhân đối với bà nguyễn phương hằng đối với ông quỳnh huy dũng đối với công ty đại nam à, và trong tất cả những cái câu chuyện anh ta tham gia à, anh ta nói chung là bàn tán ở trên mạng xã hội trên cái kênh youtube của anh ta đó thì thật sự những nạn nhân mà bị anh ta nhắc đến thì thất rất là tội nghiệp à, trong đó cái câu chuyện của thiền an minh bờ vũ trụ cũng vậy thật sự cái chuyện những cái chuyện khuất tất của hộ gia đình tạ am thì không ai là không muốn nó ra ánh sáng à, chúng ta khi mà lên tiếng à, nói về cái vụ việc đó thì cũng mong rằng cơ quan chức năng vào đó làm việc để à, có cái kết luận cuối cùng là họ có vi phạm như những gì cáo buộc trên mạng xã hội hay không đúng không hay là như những gì minh tùng rồi cơ quan báo đài người ta đã đưa tin hay không à, nhưng mà cái gì chúng ta cũng phải tôn trọng cái sự thật à cái gì cũng vậy họ có tội thì phải pháp luật sẽ trừng trị họ còn nếu á, mà họ không có tội thì trả về cái sự thật cái cái nỗi quan ức cho họ Chờ chúng ta là người tôn trọng sự thật cho nên á, cho dù không thích cái hội gia đình ta là ta bây nhân nữa đó thì cái việc của chúng ta cũng là nói lên sự thật không có được mà chơi cái trò thổi phòng cái, những cái cái sai trái hay là bịa giặt vu khống đặt điều thêm bớt trong cái câu chuyện của người ta đúng không? Cho dù không thích người ta nhưng mà cái gì có mới nói còn không có thì thôi chứ đâu mình đâu phải là một cái con người tiểu nhân bỉ ổi đến nỗi là là không thích người ta rồi bắt đầu là vu khống rồi bịa ra hàng loạt những cái câu chuyện đâu à và hôm nay thì mình xin uh, điểm mặt cái anh chàng uh, Thám Tử Cao à anh chàng Thám Tử Cao này là một cái nhân vật chuyên bịa đặt vu khống hàng loạt những cái câu chuyện rồi và uh, trong tất cả những cái câu chuyện mà anh ta nói về bà Nguyễn Phương Hằng đó thì đến thời điểm này chúng ta thấy nó trúng chắc khoảng được 10 ạ, trăm đúng không còn toàn bộ anh ta toàn là bịa ra suy nghĩ rồi bịa ra chẳng hạn như một loạt các series anh ta nói về bà hàng ở trong T30 đó làm gì có anh ta biết được cái câu chuyện trong đó mà nói đúng ừ, không còn nếu như đó, cho dù chúng ta cũng không biết trong đó có sự thật hay không thì chúng ta hãy nhìn vào một vài cái câu chuyện anh ta đã từng nói ra để chúng ta có thể đánh giá toàn bộ cái con người này à, chẳng hạn như trước đây anh ta ủng hộ hộ gia đình Tạ am đó thì anh ta một mực nói là ông Lê Tùng Vân à, là người bị hại, ông ta bị oan, anh ta sẵn sàng lấy tính mạng ra để bảo đảm rằng ông Lê Tùng Vân bị oan. Đúng không? Một thời gian sau thì không biết là cơm không lành, canh không ngọt vì tiền bạc gì đó. Anh ta quay sang lại công kích hộ gia đình Tà Am và anh ta nói rằng tất cả những giấy tờ mà trước đây anh ta từng nói là giả đó, thì đó là cái sự thật. Đúng Anh ta nói những giấy tờ đó lại đúng. Kỳ lạ vậy? Một con người ăn nói hai lời vậy chúng ta đủ đánh giá anh ta như thế nào rồi? tuy nhiên á, ngày hôm nay khi mà mọi việc của hộ gia đình tại an nó dần sáng tỏ đó thì anh ta lại bịa ra một cái câu chuyện trắng trợn khác nữa đó là anh ta chụp mà anh ta ăn cắp một cái bức hình à, về những cái cái test mà của cái que thử thai đấy cả nhà à, chụp lên nói rằng là à, khám xét tỉnh thất bồng lai phát hiện một quyển tập trong đó có nhiều que giấy một vạch hai vạch ghi số và nhiệt độ kèm theo uh, giấy siêu âm thai của một nữ tu đây là dấu hỏi về nơi gọi là sản xuất trẻ em mồ côi Thông tin chính xác 100% Ai nói thám tự cao bịa đặt khẩu nghiệp ráng chịu Đúng không? Anh ta khẳng định rất là rõ ràng ở trên cái cái kênh youtube Rồi sau đó thì cộng đồng mạng đặc biệt là mình thấy ở trên trang cá nhân của luật sư Thanh Trần Thì có đăng một cái bài dẫn lại cái link luôn Cái link của tờ báo đó là chính xác cái hình của thám tự cao ăn cắp và đem về nói rằng đó là cái quyển tập ghi chép rồi dán lại những cái que thử thai của hội gia đình tại am đó bên uh, trang của luật sư thanh trần có đính kèm cái link đó luôn và thật sự khi mà mình lít vào à, lít vào cái link của bên thanh trần thì chính xác là cái tấm hình mà thám tử cao đã post lên trên trang cá nhân của anh ta à, đây đây là cái bài báo người ta nói là tại sao quan hệ đúng ngày rụng trứng mà vẫn là con gái gì đó đó thấy không à, ghi rất rõ là ngày bắt đầu gì nè ngày 28 tháng 5 nó 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 à, ta có viết đầy đủ dưới này và chúng ta trở lại cái trang của anh chàng thám tư cao mà cái cô luật sư thanh trần đã chụp trước đó thì rõ ràng đây chính là cái tấm hình anh ta đã ăn cắp ở trên trang web đó mà lại vu vạ nói rằng là hộ gia đình tại am có cái tấm hình này và sau khi bị phanh phui và trần thì ở trên kênh youtube của anh chàng thám tư cao này á, lại ghi chú một cái dòng nhỏ ở dưới là hình mang tính chất minh họa gì đó đúng không vậy tại sao lúc trước anh lại khẳng định đây là cái à, những cái hình ảnh ở trong cái à, khi mà khám xét tỉnh thái Bồng lai đúng không rõ ràng là cái sự lương lẹo mặc dù á anh ta rất là ghét hộ gia đình tại am nhưng mà cũng phải nói sự thật chứ tại sao anh lại lừa dối khán giả lừa dối những cái người theo dõi kênh anh ta đúng không mình biết rằng cái anh này là không phải là muốn cái tìm đi sự thật của hội gia đình tà am hay là góp lên tiếng nói để dạch trần những cái cái xấu cái ác đâu anh ta chỉ ghét cái hội gia đình tà am thôi anh ta ghét bởi vì anh nhúng chân vào cái hội gia đình tà am bảo vệ họ rồi anh ta muốn ra lệnh luôn ra lệnh luôn những người trong thiền am và những người trong thiền am thì đương nhiên họ đâu có thể nào để ai dẫn dắt hay xỏ mũi được cho nên họ đã quật lại, họ làm hẳn một cái video clip, họ chửi rằng anh chàng thám tử cao này là một cái kẻ phản phúc. Và anh ta lật ngược lại ngày 8 tháng 3 là cái ngày định mệnh anh ta quay lại cắn Thiền am luôn. À đúng không? À, vậy thì rõ ràng sau rất là nhiều lần thì anh ta đưa những cái thông tin sai sự thật để vu khống cho hộ gia đình tạ am. Chứng tỏ là anh ta rất ghét, anh, anh này rất là ghét hậu gia đình tạ am. Cho nên cắn họ thôi, chứ anh ta không phải là một cái người kêu bằng nghĩa hiệp hay là một cái người muốn làm trong sạch xã hội gì hết á đúng không? À, rõ ràng là một con người rất là tráo trở lương lẹo như vậy đó Thì khi mà chúng ta nhìn lại cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng Khi anh này tham gia vào cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng Thì anh ta đặt điều vu khống rất là nhiều Anh ta bị đặt hàng loạt những cái câu chuyện Rồi sau khi bà Hằng bị tạm giam Thì anh ta lại tiếp tục bị đặt vu khống Xuyên tạc cái công ty Đại Nam Xuyên tạc đối à, với ông à, chú Dũng Lò Vôi à, Vậy thì rõ ràng khi mà nhìn lại toàn bộ cái vụ việc có liên quan đến cái tay này đó thì chúng ta cảm thấy rất là thương rất là tội nghiệp cho bà Nguyễn Phương Hằng. À, đâu, chúng ta thấy bà Hằng có liên quan gì đâu, đúng không? Tự nhiên anh ta tham gia vào, anh ta chọn luôn chọn cái cách là đi ngược lại với dư luận xã hội, ngược lại với những người ủng hộ cho cái đúng á, thì anh ta đi ngược lại hết. Chẳng hạn như trước đó trong cái câu chuyện vòng lai cũng vậy, anh ta chọn đi cái cách ngược lại, trong khi báo đài, truyền hình rồi báo chí người ta đã lên tiếng ta nói rằng à, cái hộ gia đình tại am có rất nhiều khuất tất thì anh cha anh ta chọn đi ngược lại để công kích tất cả những cái gì mà báo chí đại truyền hình đã đăng tải đúng không rồi đến khi câu chuyện của bà hằng như vậy chúng ta thấy bà hằng nói về cái câu chuyện võ hoàng yên có đúng hay không nói chuyện của ông hoài linh có đúng không đúng không rồi bà hằng tham gia vào cái câu chuyện để vạch trần cái sự thật của thiền am đúng không nhưng mà anh ta chọn đi cái cách ngược lại với bà hằng để làm gì cả nhà anh ta biết rằng anh ta ủng hộ bà bên phía bà hằng thì chắc chắn không bao nhiêu người à, theo dõi đâu bởi vì à, cái thời điểm mà à, bà hằng đang cứ như là đang thu hút được rất đông dư luận thì ở đó có những cái kênh youtube rất lớn à, ủng hộ bà hằng trong đó có à, lang thang đường phố hay là trúc ngân hay là bánh mì rồi đó thì những cái kênh đó người ta được sự quan tâm của rất nhiều khán giả cho nên những cái kênh nhỏ nhỏ mà tham gia sau đó thì chắc chắn rằng khán giả sẽ không bao giờ chú ý đến cho nên anh ta đã chọn có hướng đi ngược lại, đi ngược lại với số đông để với cái lập luận và những cái chuyện mà anh bà bịa ra đó để thu hút khán giả và có một số người thì lại tôn anh lên rất là cao, cho nên anh ta cứ tự đắc nghĩ là mình nói cái gì cũng đúng, nói gì ai cũng nghe. À, nhưng mà à, bị chúng ta bị một cái à, nói chung là bị hơi bị một chú trừ ở chỗ đó là bà hằng cũng có dùng một số từ ngữ rất là nặng nề và sau đó thì bà hằng bị tạm giam cho nên anh ta à, lại cứ tự tin rằng những cái chuyện anh ta bịa à, bịa đặt ra thì nó lại đúng à, và cho chính vì đúng cho nên nhiều người nghe theo à, và thật sự khi mà chúng ta nhìn lại tất cả những cái chuyện mà anh ta bịa ra thì mình đến thời điểm này rất là thấy thấy thương và thấy tội nghiệp cho bà nguyễn phương hằng à đâu có đụng chạm gì đâu có dính dáng gì đến anh ta đâu anh ta muốn kiếm tiền nhưng mà lại đi công kích người này công kích người kia rồi bịa đặt ra hàng loạt cái câu chuyện như vậy đó à, thì chúng ta cũng đủ hiểu cái bản chất con người anh ta như thế nào rồi à, rồi quay trở lại chút xíu về cái câu chuyện thiền am á anh ta là người hiện tại á coi như là người lên tiếng để vạch trần cái sự thật của hậu dinh thời am nhưng mà đi theo một cái cách rất là đặc biệt là chuyên bịa đặt thôi và chính vì cái chuyện bịa đặt của anh ta đó cho nên á đến thời điểm này chúng ta thấy cái fan một số fan mà cái bằng trung lập ngày xưa đó họ thấy những cái con người mà tại sao nói lên cái sự thật của thiền am mà lại chuyên đi bịa đặt đi tung những cái thông tin sai sự thật như thế này nè cho nên người ta đứng về bên phía thiền am đúng không người ta cứ nghĩ rằng à toàn là những cái người mà nói lên sự thật của thiền am á toàn là những cái kẻ bịa đặt như vậy nè cho nên họ nghi ngờ rằng cái 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 tính xác thực ở trong cái câu chuyện thiền am mà báo chí đăng tải đó, có đúng xác thực hay không hay là do những cái tay như là youtuber như vậy à, nói lên những cái thông tin sai sự thật cho nên họ đứng về bên phía kia, đúng không? Những cái người mà còn lung lai like đó, họ chưa có nắm chắc, chưa có tìm hiểu kỹ câu chuyện á, thì họ thấy những cái ông ông này như ông này là toàn là đưa thông tin sai sự thật thôi, cho nên đó, họ sẽ đứng về bên phía ngược lại luôn. À, do đó đó, chúng ta thấy cái thời điểm này, à, tại sao mà cái câu chuyện nó gần ra ánh sáng thì lại có một số người lại bước sang ủng hộ hộ gia đình tại Am. À, trước đây thì fan của Thiền Am nó cũng không có đông đâu đặc biệt là sau khi mà báo chí đài truyền hình đăng tải đó thì người ta đứng về bên phía đây hết người ta không có đồng tình cái những câu chuyện của thiền em nhưng mà gần đây thì uh, lại có một số người ủng hộ bên phía kia và những cái người đó chính xác là do những cái kẻ mà chiên ăn đàn sóng nói đàn gió bịa đặt như thế này à, làm cho họ không có tin tưởng nữa đúng không à, bởi vậy cái gì cũng vậy cả nhà không cái gì mà qua sự thật không cái gì mà qua chân lý hết cái gì có thì nói không có thì thôi À, trong cái câu chuyện bồng lai tỉnh thái bồng lai thì thật sự á những cái cái câu chuyện của họ làm chúng ta không có đồng tình nhưng mà cũng không có đồng nghĩa là chúng ta nói những cái chuyện sai sự thật đúng không do à, đó đó à, tóm lại á, là những cái thông thông tin sai sự thật như thế này thì chúng ta càng nghĩ lại càng thấy thấy thương bà nguyễn phương hằng hơn đúng không có rất là nhiều những cái tay à, na ná, ná giống như cái tay thám tư cao này á, toàn là bịa đặt vu khống xuyên tạc bà nguyễn phương hằng là mất uy tín bà hằng rất là nhiều luôn Ha bởi vậy chúng ta mới hiểu là vì sao bà Hằng bức xúc và có thể là dùng những từ ngữ khó nghe để đáp trả lại những cái kẻ như thế này. Đúng không các nha? Chúng ta phải thông cảm được cái chuyện đó. ha Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.